dự án hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả VNEEP được triển khai thực hiện trên cơ sở đối tác giữa Bộ Khí hậu Năng lượng và Tòa nhà Đan Mạch, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Xây dựng Việt Nam. Mục tiêu phát triển của dự án là đóng góp vào sự phát triển bền vững và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp của Việt Nam thông qua tăng cường hiệu quả năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bộ Công Thương Việt Nam được hỗ trợ để thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc 3 ngành sản xuất, gạch, gốm và chế biến thực phẩm. Đến nay, dự án đang tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh triển khai mô hình trình diễn kỹ thuật và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực trong quá trình triển khai dự án. Chương trình cũng đã tiến hành đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong quá trình tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng cho hệ thống lạnh công nghiệp bảo quản đông lạnh thực phẩm.